được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận đầu tư từ tháng 6 năm 2023 từ nguồn quỹ đầu tư chống biến đổi khí hậu CFM. Sau một thời gian triển khai dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Phú Bình đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, đủ điều kiện để khởi công xây dựng. Buổi lễ khởi công hôm nay đánh dấu một mốc quan trọng trong hành trình hợp tác của chúng ta nhằm giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất của thời đại, biến đổi khí hậu. Tác động của nó đối với tính bền vững của nước là rất sâu sắc, ảnh hưởng đến các cộng đồng trên toàn cầu. Tại huyện Phú Bình, chúng tôi phải đối mặt trực tiếp với những thách thức này. Với quyết tâm, dự án sẽ tạo nền tảng cho một tương lai kiên cường. Luôn hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng trong vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Trong quá trình triển khai, công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Phú Bình đã xây tặng 4 công trình nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn. Chúng tôi cũng là có những cái mong muốn và những cái đề nghị, cái hỗ trợ việc làm ở cái cơ sở hạ tầng và đặc biệt là cái nguồn nước sinh hoạt cho các hộ gia đình. Đối với nhà đầu tư thì cũng mong muốn dự án này được triển khai một cách nhanh nhất để làm cơ sở hạ tầng cho huyện Phú Bình để thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp lớn. Công ty sẽ cung cấp nước sạch đến bà con trong một thời gian gần nhất. Với mục tiêu xây dựng công trình xử lý nước từ nguồn nước kênh đào, giai đoạn 1, nhà máy có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, hoạt động với công suất 15.000 mét khối trên một ngày đêm. Tiến tới sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống, nâng công suất lên 30.000 mét khối một ngày đêm. Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị tư công, thi công, tư vấn giám sát, tuân thủ nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng công trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đã được phê duyệt. Thường xuyên theo dõi kiểm tra kịp thời, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Dự kiến quý 2 năm 2025, nhà máy nước Phú Bình hoàn thành sẽ góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn huyện Phú Bình.